Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn cơ chế hoa hồng về việc gia nhập vào công ty cổ phần bất động sản EA Việt Nam, tiền thân là EA của Mỹ, và phát triển ra rất là nhiều địa phương trên khắp thế giới. Ngoài ra phát triển mạnh nhất là ở bên EA Singapore. Người láng giềng của chúng ta là EA Cambodia cũng vừa mới thành lập. Thì cơ chế hoa hồng của EA Việt Nam sẽ chia thành 14 cấp bậc, từ 1 cho tới 14. Thì nếu mà chúng ta vừa mới vào gia nhập vào EA Việt Nam với hình thức là cộng tác viên hay là agent thì sẽ bắt đầu từ 65 và 66%. Để đăng ký gia nhập vào EA Việt Nam thì các anh chị cần phải có chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, photo công chứng. Nếu mà các anh chị không có cái sổ hộ khẩu, photo công chứng thì các anh chị có thể đem bản gốc lên, các bạn lễ tân sẽ hỗ trợ photo ra cho mình. Về mức phí thì EA Việt Nam có chính sách phí cao nhất thị trường dành cho các bạn cộng tác viên và các bạn agent hiện nay, từ 65% lũy tiến cho tới 79, thậm chí là 90%. Nếu mà các anh chị gắn bó lâu dài hơn, và lũy tiến sẽ là lũy tiến trọn đời, sẽ không có reset lại khi mà 1-2 tháng các anh chị không có giao dịch thì hoàn toàn là không có. Đây là nhất mức lũy tiến. Khoa xin nói thêm, chia sẻ thêm về cái sự khác biệt giữa cộng tác viên và agent. Nếu mà là ký một hợp đồng cộng tác viên thì các anh chị sẽ vẫn được hưởng những cái chính sách giống như là agent. Thì agent đó chính là một nhân viên chính thức của EA Việt Nam. Và EA Việt Nam của chúng ta thì làm việc với hình thức là không có lương nha các anh chị. Nên tất cả mọi thứ là do sự chủ động của một bạn nhân viên tư vấn như chúng ta. Hoàn toàn không sống phụ thuộc vào lương. Thì chúng ta ký hợp đồng cộng tác viên và được hưởng mức phí 65% doanh số cộng dồn, nhưng mà các anh chị sẽ không được hưởng phí doanh số nhóm. Nhóm có nghĩa là chúng ta mời những cái bạn cộng tác viên khác vào thì chúng ta sẽ được một phần hoa hồng từ những bạn đó, và sẽ được không được tham gia nhiều những cái buổi học dành cho các agent. Đây sẽ không được hưởng, không được sử dụng thương hiệu EA, không được tham gia core team. Core team là một cái đội nòng cốt chuyên đánh một hoặc hai dự án mà sẽ tập trung vào những dự án đó, và cũng không được đảm nhận vai trò là giám đốc dự án. Còn về agent chính thức thì để là một agent chính thức cũng khá dễ dàng các anh chị. Chúng ta sẽ phải là một cộng tác viên, lập hồ sơ, và chúng ta phải tham gia hai cái buổi học là Acceleration và Deduction. Thì những cái buổi học đó là sẽ nói về cái khóa cơ bản về bất động sản và trình bày về những cái định hướng, những cái đường lối, chính sách hay là việc mà tính phí hoa hồng với các anh chị sẽ như thế nào sẽ được dạy trong những cái buổi học này, nên đó là điều các anh chị nên tham gia. Ngoài ra chúng ta sẽ có một buổi chạy marathon 3 km thôi các anh chị, ở công viên Tao Đàn, sẽ được tổ chức thường xuyên vào mỗi tuần. Thì khi mà là một agent chính thức các anh chị, cái doanh số đầu tiên của chúng ta, cái giao dịch đầu tiên sẽ là 66% của cái doanh số đem về. Đây, ngoài ra chúng ta sẽ được hưởng T1 và T2, thì mình sẽ giới thiệu về T1, T2 sau và những cái chính sách này. Còn về cái mức hoa hồng đây các anh chị, đây thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái số 65 nếu mà là cộng tác viên. Còn nếu mà chúng ta tham gia đầy đủ ba cái điều kiện cần và đủ đó thì chúng ta sẽ được 66%. Thì các anh chị thấy là từ 66% lên tới 79 76 79 thì nó không có khó đâu các anh chị. Chúng ta bán tầm 1 năm là chúng ta có thể lên, thậm chí những anh chị mà có những giao dịch căn biệt thự có giá trị cao thì chúng ta lên 76 79 cũng khá là dễ dàng.
Còn T1, T2 thì nếu mà chúng ta mời vào một bạn cộng tác viên vào một bạn agent mới, thì khi mà các bạn agent đó có giao dịch thì chúng ta cũng được hưởng 6% trên cái tổng doanh số mà các bạn đó đem về cho công ty. Thì bạn ngoài cái mức 65% đó thì công ty không có đá động về những cái mức phí mà các bạn cộng tác viên hay agent của chúng ta hưởng nha các anh chị. Khi mà 6% đây thì đó là một cái phần mà ghi nhận cái sự đóng góp của mình cho công ty, ghi nhận được cái sự mà tuyển dụng của mình, thì 5% này sẽ được tính vào cái phí mà không có đá động vào cái phí của cộng tác viên hay là của agent. Ngoài ra sẽ có một cái cấp bậc nữa trên của chúng ta, thì nếu mà một người nào đó trước đó đã mời một người ở trên mà người trên mời mình đó, khi mà mình có giao dịch thì họ cũng được hưởng 2% đó. Số 5, 2% thì sẽ không có ảnh hưởng đến cái mức phí của cái bạn mà có giao dịch. Đó là cái phần cộng thêm. Khi mà chúng ta bán lũy tiến toàn phần trọn đời, sẽ không có reset lại nếu mà 1, 2, 3 tháng chúng ta không có giao dịch thì hoàn toàn là không. Những cái công ty bất động sản khác, khi mà các anh chị đạt cái mức nào đó mà trong vòng vài tháng các anh chị không có giao dịch, các anh chị sẽ phải được reset lại ngay từ đầu là 65%. Nhưng mà hiện cái mức phí này đã rất là cao, đứng đầu cái thị trường bất động sản ở Việt Nam của các anh chị. Còn những cái cấp từ 8 cho tới 14 là những cấp cao hơn. Cao hơn có đồng nghĩa với việc là các anh chị này hoạt động rất là nhiều. Thì họ đã mời rất là nhiều bạn agent tham gia vào công ty. Họ cũng đã có những cái buổi đào tạo viên cho cái nhóm của họ, những cái bạn mà họ trực tiếp mời vào để là lập thành một cái nhóm. Thì ngoài ra họ sẽ nhận được những cái doanh số nhóm. Ví dụ như trong một năm mà mình và cái đội ngũ của mình đạt cái những doanh số là khoảng là 14.880.000.000 đem về cho công ty, thì mình mỗi giao dịch của mình sẽ được 82% các anh chị. Đây là lũy tiến đây. Mình sẽ được 82% cái giá trị giao dịch của mình cho một cái deal. Còn cái người ở trên mình thì họ sẽ được 1.5%. 0.5%. Ngoài ra thì chúng ta được hưởng thêm 2% của doanh số nhóm các anh chị. Đây là cái phần 2% của doanh số nhóm nha. Còn về cái group DD là group division, director division, thì khi mà bạn lập thành một cái division riêng cho riêng mình á, thì bạn sẽ sở hữu được 0.5% của cái tổng giá trị giao dịch trong một năm đó. Tổng cái mức mà của toàn cái division của chúng ta đó là con số khá là nhiều đó các anh chị. Đây là những cấp bậc cao hơn. Thì hiện EA Việt Nam chỉ có một người đạt được cái DD này thôi, mức số 8 thôi, còn mức số 9, 10 thì chắc trong tương lai ngắn sẽ có. Tại vì EA Việt Nam hiện mới thành lập được khoảng 3 năm các anh chị. Thì các anh chị nào mà có nhu cầu gia nhập vào công ty bất động sản có cái thương hiệu trên thị trường bất động sản Việt Nam, đã phân phối nhiều dự án, đặc biệt là đa dạng về cái sản phẩm, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn hỗ trợ thêm về những cái thông tin. Vì trong cái định hướng sắp tới thì EA Việt Nam sẽ có rất là nhiều dự án sẽ mang về, thì các anh chị sẽ có khả năng lead một cái dự án, thì có thể đề nghị thành lập một cái trở thành một cái giám đốc dự án và dẫn dắt những dự án này. Đó là cái việc mà EA Việt Nam không cái hạn chế cái khả năng mà cống hiến cái sức của các anh chị để gia nhập vào EA Việt Nam. Video clip này thì Khoa xin tạm ngưng ở đây, và Khoa sẽ có một video clip tiếp theo nói về cụ thể cái con số mà mức phí để cho các anh chị hình dung ra được mình sẽ nhận vào bao nhiêu trong cái bảng tính này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video clip tiếp theo.